Cài đặt wifi lắp sim di động 4G nhé. Thì đầu tiên mọi người sẽ lắp sim này, lắp pin vào cục phát wifi và mọi người giữ liệt cái nút nguồn cho mình khoảng tầm 10-15 giây nhé, cho đèn nó sáng lên để nó khởi động lên là được nhé. Sau đấy mọi người sẽ vào cái phần wifi ở trên điện thoại của mình ấy. Mọi người bắt cho mình cái wifi là MiFi nhé. Mật khẩu mặc định của cái cục này ban đầu là từ 1 đến 0 nhé mọi người nhé. Mật khẩu là từ 1 đến 0 nhé. Sau đấy là mọi người nhập là mật khẩu này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Đó, ấn kết nối này. Sau đấy là mọi người vào Google Chrome nhé. Mọi người gõ cho mình địa chỉ IP là 192.168.0.1 nhé, để vào cái giao diện của nó ấy. Mọi người chọn ngôn ngữ cho mình là ngôn ngữ tiếng Việt nhé, cho nó dễ cài. Ngôn ngữ là tiếng Việt nhé. Cái password đăng nhập này là admin này. Ấn đăng nhập này. Ấn OK nhé. Sau đấy mọi người ấn cài đặt nhanh này. Mọi người ấn kế tiếp này. Đó. Mọi người ấn kế tiếp tiếp này. Đấy, đây nó sẽ hiện đến phần cài đặt rồi đây này. Phần bên trên này là tên nhé, còn phần bên dưới là mật khẩu này. Thì mình sẽ copy cái đoạn mà khách họ gửi cho mình để mình dán vào. Tên khách yêu cầu là tên là Viettel Post. Viettel Post. Mọi người chú ý giúp mình là cái tên này ấy, thì để mà giữa hai cái tên thì mình sẽ không dùng dấu cách nhé, mà mình dùng cái dấu sổ này này. Đó. Nếu mà dùng dấu cách ấy thì ví dụ Viettel Cách Post thì nó sẽ có chỉ có chữ Viettel thôi, và những cái dấu cách, những cái từ mà đằng sau dấu cách là nó bỏ qua hết, nên là mình phải dùng cái dấu sổ này, dấu gạch sổ, dấu gạch ngang này. Mọi người hiểu ý của mình không? Tức là giữa hai từ là mình không dùng dấu cách, mà mình sẽ dùng một cái dấu gạch. Mật khẩu của cái cục wifi này là bắt ba cái gì bết vào đây. Sau đó mọi người nhập xong tên mật khẩu đúng không? Mọi người ấn kế tiếp này. Mọi người ấn hoàn tất này. Ấn OK này. Rồi, ấn OK này. Vậy là xong nhá, mọi người cài xong tên và mật khẩu nhá. Sau đấy thì mọi người sẽ ra cái phần wifi, mình bắt lại cái tên wifi mà đã cài đặt. Đấy, nó đã hiện Viettel Post rồi nhá. Mọi người bắt cái tên wifi Viettel Post đi. Mật khẩu này. Mật khẩu là cái vừa rồi mình vừa cài đấy. Đấy, nó đã kết nối rồi mọi người nhá. Xin chào mọi người. Nếu mà mọi người có nhu cầu mà mua wifi, bộ phát wifi 4G thì lắp sim di động thì mọi người vui lòng liên hệ mình theo hotline là 0355 6888 62. Mình đọc lại nhé, 0355 6888 62, và Zalo của mình là 0886 359696. Zalo 0886 359696. Xin chào mọi người.